Xin chào các bạn, mình là Ngọc Quỳnh, đang đảm nhận nhân vật Thái nam chính trong phim Bông hồng bên ngực trái đang phát trên VTV3. Có thể nói nhân vật Thái là một nhân vật hội tụ rất nhiều thói hư tật xấu, cho nên thời gian vừa qua nhân vật Thái cũng đã nhận không ít gạch đá của những khán giả truyền hình. Tính cách Ngọc Quỳnh ngoài đời ấy thì được anh em, bạn bè cũng như đồng nghiệp đánh giá là đàng hoàng, tử tế, chứ không xấu như nhân vật Thái trong phim đâu nhá. Đó, nhưng có một điểm chung duy nhất mà Ngọc Quỳnh xin chia sẻ, đó là chúng tôi đều là đàn ông. Ngọc Quỳnh xin hỏi tất cả phái mạnh là đã ai gặp vấn đề sinh lý chưa ạ? Và những người gặp về vấn đề sinh lý thì các bạn cảm nhận ra sao? Và hướng giải quyết của các bạn thế nào? Theo ý kiến cá nhân của Quỳnh ấy, thì Quỳnh cảm nhận thấy là rất tự ti, và đôi khi còn cảm thấy xấu hổ trong chuyện tranh mối nữa. Trên thực tế thì Ngọc Quỳnh cũng đã tìm hiểu một số sản phẩm hỗ trợ về khả năng sinh lý. Thế nhưng như các bạn thấy đấy, trên thị trường thì có vô số những sản phẩm hỗ trợ về sinh lý, nhưng không phải sản phẩm nào cũng có nguồn gốc rõ ràng. Chính vì thế Ngọc Quỳnh thực sự quan ngại khi lựa chọn một sản phẩm nào đó để sử dụng. Ngọc Quỳnh đã đến với chuyên gia tư vấn cho an toàn và được các chuyên gia tư vấn khuyên dùng sản phẩm 20 Power. 20 Power là một sản phẩm an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày, của gan bởi độ lành tính của nó. 20 Power giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý cho nam giới. Và điều đáng khen của 20 Power là các thành phần trong sản phẩm được chiết xuất 100% từ tự nhiên với hơn 10 loại thảo dược quý hiếm. Các nguyên liệu này thì hoàn toàn an toàn nên các bạn có thể yên tâm, không gây tác dụng phụ và được kiểm duyệt rất chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường. Trong thành phần có 3 kích, mà 3 kích thì cánh mày râu của chúng ta biết rất rõ rồi, có đúng không ạ? Tác dụng của 3 kích ý là giúp điều trị thận hư, bổ thận tráng dương, điều trị xương khớp như là đau lưng, mỏi gối và rất nhiều cái khác nữa. Ngoài ra còn có một thành phần cũng rất tốt, đó chính là dâm dương hoắc. Cái này hỗ trợ cho khả năng sinh lý thì tuyệt vời luôn. Cũng vì thành phần được làm từ thảo dược nên có mùi hương rất dễ chịu. Viên có dạng viên nén, rất dễ sử dụng, vào tới ruột non thì hấp thụ 100% luôn. Sản phẩm không chỉ an toàn và sớm thấy hiệu quả mà nó còn có một tác dụng lâu bền. Tôi xin nhắc lại, sản phẩm có tác dụng lâu bền. Các bạn sử dụng một ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên. Và sản phẩm 20 Power đã được Bộ Y tế cấp phép nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Ngọc Quỳnh đã được các chuyên gia tư vấn khuyên sử dụng trong vòng 2 tháng. Thế nhưng bản thân Ngọc Quỳnh đã sử dụng được 1 tháng rồi và thấy những chuyển biến rất tích cực trong cơ thể. Ví dụ như là sức khỏe được cải thiện này, cơ thể sảng khoái và tràn trề sức sống. Nói chung bây giờ Ngọc Quỳnh đã hoàn toàn tin tưởng vào 20 Power. Hiện tại thì sản phẩm đang có chương trình khuyến mãi chỉ với giá 890.000 một hộp. Nếu những ai muốn quan tâm đến vấn đề sinh lý như Ngọc Quỳnh và nói vui một chút là muốn được khỏe như nhân vật Thái thì hãy nhanh tay liên hệ để nhận được ưu đãi này. Tiết lộ thêm với các bạn, khi các bạn mua 2 hộp 20 Power thì các bạn sẽ được nhãn hàng tặng cho một sản phẩm hàu. Mà các bạn biết đấy, hàu là một nguyên liệu cực kỳ quý cho đàn ông, cực kỳ bổ, cực kỳ khỏe cho đàn ông, đúng không ạ? Còn về cách thức mua hàng ấy thì rất đơn giản. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc nhấn vào đường link để lại thông tin. Nhãn hàng sẽ có người tư vấn chu đáo. Và lời cuối cùng, Ngọc Quỳnh xin chúc cánh mày râu có thật nhiều sự tự tin, sức khỏe. Và cuối cùng là xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại vào tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên VTV3. Xin chào. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.